Đây là lần dạ tiệc đầu tiên, vì lẽ đó thành viên sứ đoàn song phương đến tham dự đều duy trì một khoảng cách nhất định, thậm chí số người tiến vào sân khiêu vũ cũng rất ít. Chủ yếu là tán gẫu là chính, đôi mỗi người đều có vẻ rất là nhàn nhã. Rất nhanh, có nhân viên chuyên môn tới phát số, mỗi người đều dán lên trên trước ngực, dùng để tham gia trò chơi nhỏ lựa chọn những người tốt nhất kia. Phương thức của chúng ta tiến hành lựa chọn rất đơn giản, hai sứ đoàn sẽ lựa chọn ra những vị đức cao vọng trọng làm giám khảo tiến hành sơ tuyển. Sau khi sơ tuyển, nam sĩ nữ sĩ ăn mặc đẹp nhất, anh tuấn nhất và những cặp đôi nhảy đẹp nhất sẽ có 10 vị của chúng cử. Sau đó sẽ do tất cả mọi người tiến hành bỏ phiếu để chọn ra người thắng trận sau cùng của chúng ta. Cái khác ta cũng không lo lắng, chỉ là số lượng cặp nhảy ở trong sân của chúng ta quá ít. Ở trong hai sứ đoàn của chúng ta, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cần phải năng động, không nên kìm nén cảm xúc mãnh liệt ở trong lòng của các người. Đến đây đi, cùng nhau khiêu vũ. Âm thanh của Từ Mã làm tiêu này tràn ngập sức hút giữa đề nghị của ông ta. Ở bên trong sân nhảy cuối cùng, số người cũng coi như là bắt đầu tăng lên. Người sẽ khiêu vũ sao? Một âm thanh lạnh lạnh vang lên ở bên tai của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dục Hàm một thân váy dài màu lam nhạt không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh mình. Lúc này Cổ Nguyệt và Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy đều ở bên cạnh cách đó không xa, đang ăn đồ ăn tán gẫu. Bên cạnh Đường Vũ Lân cũng chỉ có Tử Lạp Chí. Hả? Ta không biết. Đường Vũ Lân vội vàng xua xua tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn có cơ hội học qua khiếu vũ cơ chứ. Không khó, ta dạy cho người nhé. Lâm Dục Hàm lúc này tự nhiên hào phóng chìa tay ra. Thời điểm Đường Vũ Lân đang sững sờ cũng đã bị nàng nắm lấy tay, kéo đi về phía sân nhảy. Úi, Vũ Lân bị lôi đi kìa, là đứa con gái thuộc tình là đế quốc kìa. Hứa Thiên Ngôn lúc này hổ khẽ một tiếng, huých một cái vào Cổ Nguyệt bên cạnh. Cổ Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy được Đường Vũ Lân đang bị Lâm Dục Hàm kéo về phía sân nhảy, lông mày nhất thời là hờ nhíu lại. Làm sao bây giờ, Nguyệt tỷ? Hứa Thiên Ngôn lúc này thấp giọng hỏi. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng. Không có gì. Hứa Tiểu Ngôn cười rồi nói, đội trưởng thật đúng là được hoan nghênh à nha, ngươi có thể sẽ phải quản kỹ hắn đấy. Cô Nguyệt nói, lấy người đàn ông của chính mình bị nữ nhân khác hấp dẫn đi, chỉ có thể chứng minh rằng sức hút của mình không đủ mà thôi. Diệp Tinh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, khẽ giơ ngón tay cái lên, Nguyên Ân Xã Hủy lúc này cũng không khỏi nở nụ cười. Vẫn là ta trung trình thủy chung, lữ sinh xinh đẹp hơn nữa cũng không thể là lôi ta đi được. Ta giải không biết từ lúc nào đã là chui lại đây, lập tức đứng ở bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy, nói bằng một vẻ mặt đầy chính nghĩa. Người lăn ra một chút đi, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này thấp giọng xua đuổi, ba thiếu nữ khác không khỏi mỉm cười. Lâm Dung Hàm thật không hổ là đoán tạo sư, lực tay này không phải là lớn bình thường. Đường Phụ Lân lúc này bị nàng lôi kéo đi vào trong sân nhảy, cũng không tiện phát lực tránh thoát. Thẳng thắn mà nói, ấn tượng của hắn đối với Lâm Dục Hàm vẫn là vô cùng tốt. Nam nhân học tập đoán tạo cũng đã rất khó khăn, đừng nói chi là một cô gái. Đoán tạo sư là chức nghiệp khó gặp học tập nhất ở bên trong tất cả các phó nghiệp, cũng khó đạt được thành tựu nhất. Lâm Dục Hàm cũng không hơn kém mình mấy tuổi, lại có thể đạt được đến đoán tạo sư cấp 5, sự trả giá của nàng không thể nghi ngờ là rất lớn. Đường Vũ Lân tự mình trải qua chặng hành trình gian khổ để đạt đến trình độ đoán tạo thuật hiện tại, nên hiểu rất rõ, so với hắn, Lâm Dục Hàm coi như là có một chút chênh lệch cũng sẽ không kém quá nhiều. Một cô gái có thể làm được đến điểm này, sự kiên cường của ý chí không thể nào tưởng tượng được đâu. Là đồng đáo, một cách tự nhiên sẽ có cảm giác thân cận, vì lẽ đó hắn mới theo Lâm Dục Hàm tiến vào sân nhảy. Lâm Dục Hàm xoay người một cái, đối mặt với hắn, tay nắm tay không hề buông ra, nàng nhấc bàn tay lên, một bàn khác cũng là khoát lên trên bả vai của hắn. Ngươi chỉ cần làm theo ta là được, ta hướng dẫn ngươi, tay của ngươi đặt ở trên eo của ta đi. Lâm Dục Hàm lúc này thấp giọng nói. Đường Vũ Lân có một chút ngơ ngác, ngoài trừ Cổ Nguyệt và Na Sa, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với cô gái nào như vậy. Theo bản năng giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trên eo của Lâm Dục Hàm. Vòng eo của Lâm Dục Hàm rất thon, cảm giác rất đàn hồi. Dù sao thì Đường Vũ Lân cũng là thiếu niên đang tuổi dậy thì, cũng chưa tiếp xúc nhiều với các cô gái, nhất thời tim đập có một chút nhanh, khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ của hắn có một chút cứng đờ thấy rõ, Lâm Dục Hàm lúc này không khỏi hì hì nở nụ cười. Chúng ta bắt đầu đi, vừa nói chân trái của nàng lướt tới một bước, dẫn theo Đường Vũ Lân trượt vào trong sàn nhảy. Trên hai bàn tay của nàng, một cách tự nhiên chuyển đến một luồng lực đạo, dẫn dắt thân thể Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân không biết khiêu vũ, nhưng hắn lại học được quỷ ảnh mê tung bộ, tốc độ phản ứng tuyệt đối là đủ nhanh. Tuy rằng bước chân nhảy đều sẽ chậm lại một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng theo kịp được Lâm Dục Hàm, còn nói một chút mới là, nhưng vẫn còn có thể khiêu vũ được.
Động tác của Lâm Sục Hàm nhanh dần, bước nhảy của Đường Vũ Lân cũng bắt đầu trở nên thông thạo hơn. Theo nhịp của nhạc, hắn dần dần tìm ra được một chút bí quyết. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, tuy rằng kỹ thuật nhảy của bọn họ không tính là quá tốt bao nhiêu, nhưng vẫn rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Lâm Sục Hàm vừa hướng hắn khiêu vũ, vừa nở nụ cười nhẹ rồi nói: "Ngươi thật là ngộ, nhìn qua không mập nhưng mà không hề nhẹ à nha." Xác thực, thể trọng của Đường Vũ Lân xa xa không giống với vẻ bề ngoài thoáng nhìn qua, mật độ xương cốt cơ bắp của hắn đều vượt xa người thường rất nhiều, vì là đó, trọng lượng thực tế của hắn là tương đối kinh người. Đường Vũ Lân có một chút lúng túng nói: "Ta thực sự là không biết khiêu vũ, ngươi nhảy rất giỏi đó." Lâm Sục Hàm lại nói: "Đã đến Tinh La đế quốc của chúng ta, ta mời người đi đến đoán tạo học viện của đế quốc làm khách nhé." Đường Vũ Lân mỉm cười rồi đáp: "Tốt rồi, ở phương diện giàn đốc hẳn là các người có kiến giải đặc thù của chính mình, vừa văn ta cũng muốn học hỏi thêm một chút." Lâm Sục Hàm lúc này lườm hắn một cái rồi nói: "Ngươi còn cần học thêm sao, ngươi đã đủ giỏi rồi, ở chỗ của chúng ta, ta chính là thiên tài yếu tố nhất, nhưng vẫn không sánh bằng ngươi, ngươi đến tuột cùng là giàn luyện kiểu gì vậy, ngươi bắt đầu học giàn đốc năm bao nhiêu tuổi?" Đường Vũ Lân lại nói: "Lúc 6 tuổi, ta bắt đầu học tập kiến thức rèn đúc cơ bản cùng với lão sư. Khí lực của ta trở sinh lớn hơn người thường một chút, vì đã đó có khả năng được hưởng không ít ưu đãi. Mãi cho đến hiện tại." Lâm Sục Hàm lúc này hừ một tiếng: "Vậy tính ra thời gian người học toán đạo thuật vẫn không dài bằng ta đâu. Ta 3 tuổi đã bắt đầu mò mẫm gõ những nát búa đầu tiên. Cha ta là đoán tạo sư, từ khi ta mới sinh ra không được bao lâu, món đồ chơi duy nhất của ta cũng chỉ có đoán tạo trùy. Sau đó theo tuổi tác tăng lên, đồ chơi cũng chỉ là đoán tạo trùy với kích thước không ngừng tăng lên. Có thể nói ta vào nghề rèn này là có một cảm giác huyết mạch tương liên. Ta vẫn luôn luôn cảm thấy ở trên thế giới này không thể nào có người nào có thể yêu đoán tạo hơn mình. Lại không ngờ rằng sẽ gặp phải người, cái tên quái vật này." Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng, tuy rằng Lâm Sục Hàm nói nhẹ nhàng nhưng mà một tiểu cô nương như nàng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn luôn lương tựa theo đoán tạo trùy mà lớn lên, có thể thấy được sự gian khổ ở trong đó. "Chàng ngươi rất nghiêm khắc sao?" Đường Vũ Lân hỏi. Lâm Sục Hàm lúc này thoáng chép miếng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Lão sư cũng là bởi vì không nhịn nổi sự nghiêm khắc của cha ta đối với ta, cho nên mới theo ta, theo ông ấy tham gia lần giao lưu này. Người không biết đâu, hơn một năm nay, đến đây là những tháng ngày thoải mái nhất ở trong cuộc đời ta. Đấu La đại lục chơi thật là vui, ta cũng có một chút không muốn quay trở về, đặc biệt là vừa nghĩ tới quay trở về lại liền phải đối mặt với cha của ta." Đường Vũ Lân thả nhẹ một tiếng rồi nói: "Nhưng ít ra ngươi còn có thể nhìn thấy cha. Cha ta không biết bị người nào bắt đi, đã rất nhiều năm. Ta muốn gặp ông ấy cũng đều không gặp được. Ta nghĩ cha ngươi yêu cầu nghiêm khắc như vậy cũng là vì hy vọng rằng ngươi có thể kế thừa y bát của ông ấy mà thôi. Nhiều năm như vậy đều vượt qua được rồi, tiếp tục cố gắng đi. Đợi sau khi ngươi trở thành thánh tượng, tin rằng ông ấy cũng sẽ không còn quá nghiêm khắc đối với ngươi nữa rồi." Lâm Sục Hàm lúc này nhìn thấy một nét bi thương lóe qua ở trong mắt hắn, không khỏi ngẩn người, giống như so với hắn chính mình vẫn tính là may mắn. "Ngươi thật sự là biết an ủi người khác, xin lỗi, khiến ngươi thương tâm rồi," nàng nhẹ giọng nói. Đường Vũ Lân lúc này lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì, ta cũng sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ tìm lại được cha mẹ của chính mình, bọn họ nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta, khi đó một nhà của chúng ta liền có thể đoàn tụ." "Ừ, chuyện kia ngươi nhất định có thể làm được." Lúc này hết một bản nhạc, đám người ở bên trong sân nhảy cũng thuận theo đó mà ngừng lại. Tuy rằng chỉ là một đoán nhảy ngắn, nhưng với sự bén nhạy và năng lực phán đoán của cơ thể, Đường Vũ Lân đã có một chút thích ứng với việc khiêu vũ. Bọn họ cũng theo đó ngừng lại, Đường Vũ Lân vội vàng buông bàn tay đang ôm bên hông của Lâm Sục Hàm ra. Lâm Sục Hàm mỉm cười nói: "Khiêu vũ có phải là rất thú vị, có muốn tiếp tục một lần nữa hay không?" Đường Vũ Lân vội vàng xua xua tay: "Không cần, ta rất căng thẳng. Vừa nãy người không phát hiện ra ta vẫn luôn cúi đầu hay sao? Ta sợ sẽ dẫm phải chân của người." Lâm Sục Hàm lúc này chà miệng cười khẽ, đang muốn nói cái gì đó lại phát hiện ra bên cạnh Đường Vũ Lân có nhiều hơn một người. "Thật ngại quá." Nàng hướng về Lâm Sục Hàm khẽ khẽ gật đầu, tay phải kéo lại cánh tay của Đường Vũ Lân. Là cô gái cùng đến với hắn, còn người Lâm Sục Hàm lúc này thoáng co rút lại một cái, miên cương cười nói: "Các người có việc gì không?" Cô Nguyệt cười nhạt một tiếng rồi nói: "Hắn là bạn nhảy của ta, bài tiếp theo hắn sẽ là cùng ta khiêu vũ." Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía của nàng, lúc này đã trở thành bạn nhảy rồi sao? Sau đó hắn liền nhìn thấy sự ưu oán ở trong mắt của Cổ Nguyệt, thoạt nhìn có một chút bá đạo. "Ồ!" Lâm Sùng Hàm lúc này kêu lên một tiếng, sau đó hướng về Đường Vũ Lân cười cười, nhưng nàng cũng không đi, vẫn đứng ở yên chỗ đó. Bản nhạc nhảy tiếp theo vang lên. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng một kéo lấy người của Đường Vũ Lân. "Đến đây." "Ờ!"
Đường Vô Lân chỉ cảm thấy đành theo bản năng đi theo nàng, một lần nữa trở lại trong sàn nhảy. Lâm Dục Hà lúc này chép chép miệng, lúc này mới đi về một bên, nhưng nàng lại âm thầm nắm chặt nắm đấm. Một chàng trai ưu tú như vậy đều sẽ được rất nhiều người yêu thích, hạnh phúc của chính mình nhất định phải tự mình tranh thủ. Từ nhỏ đến lớn, tất cả tháng ngày của nàng đều vượt qua ở bên trong quá trình đoán tạo, ngày ngày đều làm bạn với đoán tạo trì khô khan. Mà đến tận hôm nay, từ đấu la đại lục này, nàng mới thật sự thả lỏng được tinh thần rất nhiều, phương diện tình cảm còn có bước tiến rất lớn, trong lòng thả lỏng, ngay cả việc rèn đúc cũng như là được nâng cao thêm một phần. Nếu như không phải là yêu cầu đặc biệt hà khắc, tu vi của nàng đã vượt qua tứ hoàn, có thể tính là đoán tạo thử cấp 6. Từ nhỏ nàng đã biết, ở phương diện rèn đúc chính mình tuyệt đối là một thiên tài. Ở trên toàn bộ tinh la đại lục đều không có ai mạnh hơn nàng, nữ nhân đều sẽ bị cường giả hấp dẫn. Lần thi đấu cùng với Đường Vô Lân kia, tuy rằng lúc đó nàng có một chút không phục, nhưng sau đó hồi tưởng lại, nàng này không thể nào không thừa nhận năng lực đoán tạo của Đường Vô Lân ở bên trên cả mình. Bạn cùng lứa tuổi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bên trong bạn cùng lứa tuổi vẫn còn có người có thể có trình độ đoán tạo thuật vượt qua mình. Bắt đầu từ ngày đó, tướng mạo anh tuấn của Đường Vô Lân thường thường sẽ xuất hiện ra ở trong đầu của nàng. Gặp lại hắn lần này, nàng có một chút không thể tự kiềm chế được mà quan tâm hắn, thậm chí là gạt bỏ sự rụt rè thiếu nữ sang một bên, chủ động mời hắn khiêu vũ. Thời điểm Đường Vô Lân mới vừa cùng với cổ người xuất hiện ra ở cửa, ngay lập tức nàng đã nhìn ra thấy hắn. Ngày hôm nay hắn mới đẹp trai làm sao, hầu như phù hợp hoàn mỹ so với yêu cầu trong lòng của nàng. Yêu thích người khác phái là chuyện không thể bình thường hơn. Kỳ thực Lâm Dục Hàm cũng không hiểu nhiều về phương diện này, chỉ là muốn đường đến gần Đường Vũ Lân hơn.